Thưa quý vị và các bạn, trẻ em là thế hệ măng non của đất nước. Vì thế công tác chăm sóc, giáo dục và tạo cho trẻ em một môi trường lành mạnh, an toàn luôn được gia đình, nhà trường và toàn xã hội đặt lên hàng đầu. Hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và đây là dịp để trẻ em được vui chơi trong các hoạt động tập thể, nhận những món quà ý nghĩa, tình yêu thương từ người thân và của mọi người xung quanh. Một bộ đồ chơi búp bê nhỏ nhỏ là món quà mà vợ chồng chị Trang dành cho hai cô con gái của mình trong ngày mùng 1 tháng 6 năm nay. Sự hào hứng với bộ đồ chơi mới cùng niềm vui của các con khi được ngồi trong lòng bố mẹ cùng nhau chơi đùa trò chuyện cũng chính là niềm hạnh phúc giản đơn của vợ chồng chị Trang trong ngày Tết thiếu nhi của con. Các con thì vẫn còn bé nên là niềm vui của các con rất là đơn giản. Nên là bố mẹ cũng sẽ dành thời gian đưa các con đi nhà bóng này hay đi ăn kem ở những cái nơi gần gần đây, nhưng mà các con cũng rất là vui. Các con rất ngoan và nghe lời ông bà bố mẹ. Buổi biểu diễn văn nghệ vui Tết thiếu nhi đã vắng bóng trong suốt gần 3 năm do dịch bệnh, nay đã được tổ chức trở lại trong trường mầm non này. Với các tiết mục sôi nổi, sự hào hứng của các diễn viên không chuyên khi biểu diễn, sự thích thú của các khán giả nhí đã tạo nên một không khí vui tươi, đầm ấm. Chính là điều mà các bậc phụ huynh, các cô giáo mong muốn các con được cảm nhận trong ngày Tết của mình. Hôm nay con múa bài gì nhỉ? Con múa bài Alibaba và con cảm thấy rất là vui. Con thấy bạn múa rất là đẹp. Con rất thích đến chùa. Con muốn được múa với các bạn. Được tham gia vào các hoạt động thì giúp cho các con là đã hiểu được cái ý nghĩa của các cái ngày hội, ngày lễ. Và từ đó thì giúp các con có một cái tâm thế rất là phấn khởi khi mỗi khi các con được đến trường ạ. Đối với các em thiếu nhi, niềm vui vốn dĩ đến từ những điều rất giản dị, đó là được vui chơi, được tự do khám phá và vui đùa, gặp gỡ những người bạn và được yêu thương, chiều chuộng đến từ mọi người xung quanh. Năm nay mùng 1 tháng 6 thì chị thích gì nhỉ? Con thích búp bê và thích bố mẹ đi đưa đi chơi, thích mua quần áo mới để đi lớp. Vì bận Covid nên con rất thấy buồn và chán. Khi được đi học con cảm thấy vui hơn khi có các bạn chơi cùng. Trước sự phát triển của công nghệ và xã hội hiện đại, trẻ em dễ bị thu hút bởi những trò chơi điện thoại, mạng xã hội. Vì thế nên chính sự quan tâm, dành thời gian bên con của bố mẹ hay tạo cho trẻ những sân chơi, những trải nghiệm thú vị của nhà trường và toàn xã hội đã giúp trẻ em có được niềm vui thực sự bổ ích với lứa tuổi trong ngày Tết thiếu nhi.